seconds until minions spawn. Minions have spawned. Đây là trận chiến siêu kinh điển giữa Long Su, lộn game và WWE. Đường trên có xì tắt. Chạm trên đầu giữa có Optimus đó đầu với mẹ Xie. Đi rừng à, đi rừng là gì đây? Đi rừng là thằng khứa nào đây? Levi. Đó là hàng đường trên của Levi là 97 đúng không? Đau anh. Trời ơi! Dám chống hả? Xì tắc đã hạ được đúp đứa gì này? Về 957. Theo bình luận viên Hoàng Linh thì gọi là Nat 27. Theo thông lì thì gọi là 957. Vậy thì lại đục mà luôn nhờ. Tao đục luôn thằng bình luận viên vậy tin không? Ai đổ quá. Khai dích nó lên. Đừng dở. Đường giữa đang giữa sự cuộc đối đầu giữa Xie và Optimus. Hai bên đang thăm hoài với nhau. Lợi thế hơn về tay dài. Xie đang làm rất là tốt, đang đi đọc Optimus. Optimus vẫn thăm ok. Thế đó, nó cái nó đỡ được. Hỏi chỉ là giết đó. Mày giết mày trong trụ luôn nè, mày đùa hả? Không có ngán đâu. Rồi, thế lính của mày là thế lính đẩy. Mày mất grip, trời ơi, anh tính toán hết rồi. Ôi ôi, một pha chết trong rừng rất là tattoo. Má Levi đi rừng. Má Levi này cầm revenge đi một rừng. Một người chơi đi rừng đang lại là tiềm năng của một đội tuyển quốc gia. Đang là tinh là chỗ dựa cho Gigabyte và Ren mà lại bị con Red shut down mà lại executed cái ghê chứ. Nó thôi bỏ mẹ rồi. King of Trolls coming through. Rồi xong Garen nó nát rồi thì nhìn thấy lính này là Garen nó nát rồi. À mình giết cái quả trong trụ trí quá. Có về không ga Xie? Xie có về không? Hết giết đó nha nha e. Cái giết đây làm gì đây? Mẹ thằng này đây thằng đi rừng là con đỉ. Con đỉ đang rình rập gan ít thì mệt. Đang rình rập gan mệt. Thằng đỉ ra đây cái đỉ. Đỉ ra đây. Lại vì đừng có executed nữa nha. Ơ có một mạng rồi. Chỉ là một gián đoạn, chỉ là một sai nha. Chúng ta cho thấy là chỉ là một sai lầm. Levi KS lẹ lắm. Cái đường giữa sợ một cái lượng đam gây ra rất là kinh khủng đến từ Z trong tay mất. Xie đã quyết định lên một cái dắp lụa và hướng lên sách cũ. Hiện tại anh ta đang hướng lên cái đồng hồ cát. Troll judge, troll jury, and execute troll.
sao, thằng 957. Biến ha. Thằng 957 này. 957 ngu quá vậy. Má là chưa. Mẹ con Garen đi trên đồ lấy gì đi lại mày. Lên đam đấy làm sao đi lại. Lên tăng chưa còn chưa đi lại. Hồi phục hết đấy. Hạ gục ớt cây đi xong hạ gục Long Châu già. Và kia bay vào đêm đang đang áp một cách triệt để đội WE. Một ứng cử viên đến từ Trung Quốc. Wow, thật là quá tuyệt vời. Má cái tình hình này mà chức vô địch sẽ nằm trong tay kia bay mà riêng thôi. Và lịch sử sẽ được tái hiện. Rồi tại con này á là hồi máu theo mấy con lính nó chết này 3% máu tối đa. Nói chung là lính hoặc tướng. Và lịch sử sẽ được lập khi mà lại thêm một đội nữa của GBL đã lập gọi là vô địch chung kết thế giới. Mùa 2 đã có một quyền thoại đó là Taipei Assassin, cũng là một đội đến từ GBL vô địch thế giới. Đã đánh bại được một người hàng. Rồi má chuột bắn đầu quá. Dạ lịch sử đó chưa ai làm được. Cái gì vậy? Mình khỏe quá nè. Bà mẹ mày. À còn bị đặt lên đam nữa. Tán sắp mặt liền lên. Ê, đậu xanh nó không khách chết đâu ra vậy? Chân đồ giờ lại được quy trụ rồi, lại siêu phá nhà rồi. Chân đồ được quy trụ nữa là bét phá nhà rồi. Đau luôn hả? Ừ, giờ được quý châu rồi, sửa lại rồi. Tính năm đi luôn. Không chỉ là hồi làm phòng đau thôi. Cái gì? Có đam luôn, sửa lại rồi. Nói cánh trụ nhanh lắm, bảo trụ mắc lẹ rồi. Lại một pha băng trụ. Sĩ Tắc đang khỏe vãi lìn. Vài ông mặt trời. Sĩ Tắc chùm cái mẹ quả đất rồi. Sĩ Tắc chùm phải không mẹ? Optimus cũng chùm mít rồi nè, thấy chưa? Mặc dù bị ganh nhưng Optimus vẫn áp đảo mẹ. Một đội tuyển đến từ GBL đang áp đảo một đội tuyển đến từ China. Ở đường dưới No Way với lại Sierra đang gọi là tình hình nó cũng ngang ngửa, nhưng mà nghiêng một mạng dành cho có một điều là mạng dành cho AD. Mạng AD tên là gì? AD của WE tên là gì ta? Cái tiền khứa này đã biết gì đâu. Quà tán nát mặt thằng bình luận viên lắm hả? Tội nó quá. Ồ, một pha combo mid lên của mất. Vậy là biến bình luận quá, thôi quánh mẹ bình thường đi. Làm biến bình luận quá.
mệt. Oh! Cái boss hay mạng rồi, ngon lành, ngon lành. Cái thằng 957 rồi. Dạ. Bà mẹ nó cầm hia. Nó cầm bô phèo rồi. Trời ơi, vậy siêu bầu trụ đấy, đừng có đua. Con nào đâu á. Cầm bô phèo rồi. Mít tích hả? Rồi, tì cái liền. Có tâm bông theo rồi, nhưng mà mình tắm 34 chúng luôn mà không chết, sao chết kìa. Mình W mà tự nhiên mình biến về luôn mà mẹ nó giữ nhấp gấp quá. W xong rồi nó xong rồi biến về W xong rồi. Tao đập luôn cái thằng này. Thằng Kha Dịch này. Xì tắc nó đang cày nát ở đối phương rồi. Đang kìa. Đang lên đi mày. Xì tắc đang như một con quái vật. Đang đang tuyên bố thằng nào lên sau thằng đấy. Trời ơi, sĩ tắc đập trụ kìa. Thôi win sớm quá, chán. Không phá nữa. Ôi giọt giọt giọt. Ta không che xem chỗ đối phương ra gì hết. Liên tục đi qua chỗ đối phương nhưng lần này là đi là chết đấy. Úi rồi ơi, sĩ tắc còn một chấm máu. Đam. Đồng đam tắc ơi. Từ từ hút mấy máu. Nè đồng đam nè. Hút mấy máu ra, hút mấy máu lại mất rồi. Trời ơi má, nó nhảy lên tóc biến nó sai lần mà mết xong nó bỏ nó trẻ thẳng gì mà nghe cái thái ương. Nghe cái thái dương. Nứt làm hai. Quá quá. Thôi đồng đam nữa kìa, mất rồi. Ok ok ok. Oh, ok. Thằng sĩ tắc nó mạnh quá rồi, mở đây. Tam hợp luôn rồi, mở đây. Thường thường phút này người ta một món, mà nó hai món rồi. Mình nhớ mình nhấn lên đây mà. Anh combo cho chán sao anh mới bật ulti lên. Thôi thôi. Hay lắm. Để đấy, để đấy, để đấy. Trời ơi bà mẹ đó. Đéo được shit luôn, đéo được đam luôn. Phải nồi. Khứa nè.
cái có thằng ship nó lấy đam. Chạy đâu không biết nữa. Chết mẹ, chết mẹ. Cứu, cứu. Mày, mày. Chạy đâu? Anh tắt nó đập nhà nhanh quá. Mất ơi. Mất hoài à. 5 giây là đập nát cái chậu rồi. Ê, đừng tự nhiên con lém, để tao. Đập trụ như cái máy luôn. Đờ Masia hả mày? Em ba đam. Không mít hết rip luôn. Má thằng. Nó quay là thích chỉ lên đồ quay. Má đang gánh tim nha quay. Rồi xem tao tán sắp lên sẽ giả nè. Con này hồi xưa thì thắng giác chứ giờ không thắng nữa đâu. Tại cái e của người giác giờ điếm lắm, cái e giác giờ điếm lắm, quy không được, hồi xưa quy được. Xưa sẽ quy được. Thuận lại nữa. Chờ là cáo tao giác luôn á. Hồi xưa tôi hay quấn rác lắm. Hồi xưa tôi toàn quấn rác không à. Lúc mới vô chơi đâu biết quấn gì đâu. Thấy con rác vừa mạnh mà nó kỹ năng cũng nhiều. Phải lúc mới chơi mình đâu có kỹ năng gì. Đâu có VK được chứ người ta nhiều. Nên mỗi lần quấn rác là mấy thằng kia nó quấn trình độ nó tới trước 2.5 tốc đánh. Hồi xưa là tôi boi 100 rác. Quấn rác mà không biết quấn mình rác với Katsudin. Rác Katsudin. Sau này coi sập khi mắt đầu quấn dây cái bắt đầu quấn dây nó còn phải quấn zét, bắt đầu quấn zét tập ta tập nhà lính má nhìn đụng ra luôn này. Tặng free cho mọi người con sứ giả nè, đó ăn đi. Rồi sau này cái quấn nhiều con hơn quấn rồi quăng vừa lưu á bé con gò là hồi đó tôi chế hơn tay ép các kiểu hay là mấy con mà cứ giác đi rừng đại đi mà chủ yếu là đi rừng mình nghĩ là chỉ quan trọng là kiểm soát thôi. Mẹ nó nghĩ cái giống gì mới dám đập nhau ấy mà cách tình chướng đồ vậy. Đam kìa, đang đam tắt rồi. Mày dậy mày không ăn đồng đam nổi hả? Mất. Nó đẹp mà nó chưa kịp solo Baron nó đẹp. Rồi bắn xuống. Từ xử đi nha mất. Ok. Từ xử nha mất. Đang tính về mua đồ solo Baron đó thôi. Về mua hai cái phía trưởng đấy thì Baron tuổi lìn luôn.
cầm cái vô danh cộng 2 triệu 30%.